Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Máy Chính Hãng. Thì ở trước mặt mọi người đây là con máy súng bắn đinh hơi của DCA, súng bắn đinh bê tông. Mã của sản phẩm là AST64C, chính hãng của DCA. Cái vỏ ngoài hộp bên ngoài của máy mà nó có sẽ có tay cầm ở phía bên trên là như thế này nhé. Mình sẽ đi mở hộp của máy này, mình sẽ giới thiệu chi tiết nhất. Bên trong hộp máy này gồm có này, thứ nhất là súng này, súng sẽ được thiết kế là như thế này. Và thứ hai nữa là các phụ kiện đi kèm theo, hai cái lục lăng, cái lọ tra dầu khi đinh nó bị kẹt hoặc là làm cho máy nó trơn trượt hơn đấy, một thẻ bảo hành của DCA và một sách hướng dẫn sử dụng. Con súng bắn đinh hơi này của DCA được sử dụng rất nhiều trong nội thất đấy, và các bác dùng làm ở thạch ca. Trọng lượng của máy là khá nhẹ thôi, nhỏ nhẹ dễ sử dụng. Trọng lượng của máy nó chỉ vào khoảng 3 kg. Là cái máy đây, nó được thiết kế được cực kỳ là chắc chắn này. Cái vỏ ngoài thiết kế được bằng một lớp thép chịu được lực này, cái áp lực của khí nén này và chống va đập của ngoại lực đấy. Đây, cái bộ hơi mình dụng cụ ở bên trong nó như thế này. Đây là các ví dụ như là các chi tiết để mình sử dụng này, bằng tiếng Anh là mình tránh những trường hợp như thế nào đấy, mọi người có thể tham khảo đây nhé. Và cái chi tiết và cái thông số của máy thì nó sẽ nằm ở đây. Mã của sản phẩm AST64C, súng bắn hơi đinh bê tông. Nghe nhá, mọi người để ý này, bắn có 75 chiếc đinh ở trong cái đường thanh như thế này, thanh trượt ở đây, đựng đinh này. Đấy. Nó làm việc với áp lực của từ 0.4 đến 0.8 MPa, và cái kích thước đường hơi của nó ở đây, đường ống hơi ở bên trong thì nó là 8 nhé. Và đinh bê tông nó sẽ sử dụng các loại đinh có kích thước từ 18 đến 64, phi của nó là 2.2 mm. Mọi người cũng để ý này, con này nó giống con đây, mình tháo cái phụ kiện chỗ này ra. Hôm nay mình sẽ quay video này một mình nên hơi vất vả tí. Đây, lò xo thiết kế này, chống reset này, những cái phần như thế này sẽ bị chống reset nhé, mình làm việc thoải mái đi. Đây. Giá bán hiện tại mình đang bán ở trên thị trường con súng bắn đinh hơi này của DCA, nó giá của nó là 1.050.000 miễn phí vận chuyển giao hàng toàn quốc nhé. Con này là giống súng bắn đinh gỗ con AF50 của DCA ấy, mà mình đã giới thiệu lần trước ấy, thì nó sẽ có thiết kế bởi một cái cò an toàn như thế này. Đây. Khi mình dí vào thì đinh nó sẽ ra nhé, thì lúc đấy cò mới hoạt động được, chứ con mình thả ra như thế này thì sẽ không sử dụng được cò và không có tác dụng gì nhé. Nên mọi người này, đấy, không thấy cái khi cái này vào trong này, mình ấn cò này, đinh nó sẽ ra. Với thương hiệu của DCA ấy, thì mọi người cũng biết rồi, nó chỉ là màu xanh và một và cái logo của nó sẽ là màu đỏ, nhưng mà chất liệu và cái khả năng làm việc của các dụng cụ điện cầm tay ở bên DCA là cực kỳ tốt. Đấy, tay cầm có báng cao su, làm việc chắc chắn, đỡ bị trơn trượt hơn. Đấy. Mọi người hãy nhìn tổng quan cùng với mình, từ những cái con ốc vít như gọi lục lăng đằng phía đằng sau của máy này, hay là cái chỗ mà mình lắp hộp nồi hơi vào đấy để mình bắn. Đó, hàng chính hãng chất lượng cao luôn. Giá 1.050.000 miễn phí vận chuyển giao hàng toàn quốc, giá khá là mềm. Phục vụ tốt cho các bác những nhu cầu như là thời gian cuối năm này nhé mọi người nhé. Mọi người nhanh tay vào đặt hàng, liên hệ tới số điện thoại góc bên dưới màn hình 0915935868. Tại vì tất cả các hàng hóa ở trên thị trường bây giờ này, leo thang cực kỳ là nhanh. Đấy, mình thấy là giá cả nó tăng lên mỗi ngày luôn. Giờ rau mình cũng đắt, mình cảm giác là đắt kinh khủng. Mà giá những cái mặt hàng như thế này mình thấy một tháng có thể tăng đến 2-3 lần. Là mỗi lần mình đăng một cái video nó cực kỳ là không biết giải thích như thế nào với mọi người. Chứ không phải là shop muốn tăng cái sản mã của sản phẩm lên thôi nhá. Đấy, những cái mặt hàng nào tăng là phải tăng từ nhà bên phía của nhà sản xuất. Tại vì bây giờ dịch giết như thế này, không có nguyên liệu làm, thứ hai là nhân công làm cực kỳ là khó. Đó. Ok mọi người nhé, mọi người hãy muốn xem thêm các dụng cụ điện cầm tay chính hãng ở bên mình đang phân phối, thì mọi người có thể click ở bên dưới cái biểu tượng YouTube của điện máy chính hãng của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.